Chuẩn bị gấp gáp cộng thêm thời tiết đầu hè khắc nghiệt, nhưng tất cả đều không cản được tinh thần quyết tâm của các y bác sĩ. Tất cả đều xác định đây sẽ là những ngày chiến đấu kiên cường với dịch bệnh, sẽ là những ngày trầm mình trong bộ đồ bảo hộ nóng bức, là những lúc lòng chung xuống vì nhớ con, nhớ nhà. Nhưng tất cả vì người bệnh, vì người dân, cần xung phong đến những nơi đất nước cần. Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Phó khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, trưởng đoàn y tế Đà Nẵng chi viện Bắc Giang chia sẻ: "Chúng tôi đem đến đây 10 thành viên tinh nhuệ, đều là những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng. Để đến với Bắc Giang, là đồng nghiệp, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất kể lúc nào để chi viện, tiếp sức cho các đồng nghiệp ở Bắc Giang. Bằng cả trái tim mình cực khổ ở những nơi tâm dịch, trong khi Bắc Giang lần này ca nhiễm nhiều hơn, ca nặng cũng nhiều hơn. Các y bác sĩ đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ khi đến Bắc Giang để vẹn tròn sứ mệnh, sẻ yêu thương, chia khó nhọc."